Thành Công Minh Châu xin trân trọng gửi tới anh Nguyễn Bá Lam ở Lương Tài, Bắc Ninh bộ tranh tứ quý thùng cúc trúc mai bằng gỗ hương đỏ của Nam Phi và được chúng tôi dát vàng 40 cây thùng cúc trúc mai. Với kích thước của chúng tôi là 42 x 1m19 và dày hơn 3 phân. Các chi tiết thì chúng tôi được nổ lên 3D, được nổ là không kinh đông nên là rất chắc chắn, không bao giờ sợ dẫn vỡ gì và đã được dát vàng nên cực kỳ là nổ. Đây, thứ nhất là cây mai này, chúng tôi đã dát vàng rất là kỹ lưỡng. Ở dưới là có cô gái này, thì bộ này tức là tứ quý tứ dân, tứ quý kết hợp với cả tứ dân, hai trong một, rất là giá trị từ người khách. Được rồi, quay rồi. Đây là cây tùng. Xin mời quý khách liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0975 940 966 để được đặt hàng và mua hàng. Chúng tôi ship hàng COD toàn quốc. Xin mời quý khách đăng ký kênh của Thành Công Minh Châu để được theo dõi nhiều các sản phẩm tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.